kém đấy. Sao vậy? Sao vậy? Ong đốt à? Kiến. Kiến cắn à? Kiến mà phải chạy nhanh thế. À, tiền đây mọi người này. À, chuẩn bị trả lương cho thầy tốt. Đấy. Thầy hớt một tiếng đồng hồ, thầy làm xong một wifi chính S2, một cái camera và một cái wifi phụ. Wifi phụ này hơn 60 mét. 65 mét, lúc này không nhìn chỉ số mét nhỉ. Đấy, đưa cho thầy. Thầy phải đưa đàng hoàng, không thầy không nhận. Dừng xe. Đây nha, giao dịch này. Đấy. Đấy, bồi dưỡng cho thầy quá 12 giờ. Đội cái mũ vào. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Thì hôm nay sẽ đi lắp cái gói S2. Cái gói này là 180.000 một tháng. Vẫn như cái gói bình thường thì mọi người đóng 6 thì được tặng 2, đóng 12 thì được tặng 4 tháng. Có thằng đệ thầy tốt thì đã đi kéo trước rồi. Nên là bây giờ kéo xong rồi. Bây giờ chỉ kéo cái này wifi phụ nữa. Hai nhà chung nhau. Hai nhà chung nhau một cái gói cước 180.000 này. Đây, thầy sĩ đang kéo cái wifi phụ. Hello, chào mọi người. Chào to lên. Thầy tốt làm vừa có 15-20 phút đã xong mạng chính rồi. Cơ bản mạng chính ở đây kéo có gần hơn 50 mét. Ở đây thì khách dùng wifi 2 băng tần với lại một cái wifi phụ và một cái camera nữa. Tí là phải lắp đủ dịch vụ luôn. Một wifi chính, một wifi phụ, một cái camera vẫn được. Ok chưa? Ok. Đây mọi người thấy không, thầy tốt chuyên nghiệp đó. Giờ này trình độ kéo hơi bị lên tay đấy. Tí nó buộc ở trên này à? Chắc qua cái khế buộc ở trong nhà. Nhưng buộc trên cái khế à? Qua cái nói này. Chơi đi coi cây nói rồi. Đấy, thì thầy tốt đã lắp xong rồi mọi người nhé. Lắp xong đường máy wifi chính rồi. Trèo lên đi em ơi. À thầy ơi. Cái gói này thì cái wifi chính thì được miễn phí toàn bộ. Đó là quá trình lắp đặt thì mọi người chỉ việc đóng mỗi cái tiền thuê bao thôi, đóng theo từng tháng. À, đóng từng tháng thì mọi người sẽ phải mất phí lắp đặt với phí hòa mạng nhé. Nhưng mà đóng 6 tháng thì được tặng thêm 2. Đây mọi người, test thử cái mạng 5G này. Đây là gói 180.000, gói S2, sử dụng 2 băng tần. Kém đấy. Sao vậy? Sao vậy? Ong đốt à? Kiến. Kiến cắn à? Kiến mà phải chạy nhanh thế. Chơi liền đấy, ngại ngán gỗng.
thể hình của thầy thì thầy chỉ có 45 cân thôi. 45 gì? 47. 47 rưỡi à? Hôm qua cân lên được 48 rồi. 48 à? Thế dạo này chứng tỏ thầy từ khi thầy đi là hôm đó ăn 2 kg xong là xuống độ 40 đó. Tầm này đủ chưa? Đủ. Được rồi, tầm này đủ rồi. Mạng dây lan mọi người nhá, dây lan này bán ở 8k mét. Cộng 2 lít. Wi-Fi phụ thì tùy mọi người muốn dùng cái nào thì dùng. Viettel có nhiều Wi-Fi phụ lắm. Bây giờ thì toàn bán là Tenda F6. Hơn 300. Wi-Fi 2 băng tần hơn 400. Gần 500. Đấy. Tenda F6 với lại AC5. Còn camera thì cũng có mấy loại. Một loại là mình mua nửa tiền, phải đóng cước phí hàng tháng là 22.000. Một loại thì mọi người mua thẳng. Mua thẳng thì nó lưu vào thẻ nhớ, lưu được cài độ nét cao thì nó lưu được khoảng độ 4 ngày, 3 ngày. Còn nét chuẩn thì khoảng độ tầm 1 tuần. Thầy sĩ này làm nhanh phết. Dạo này lương cao phết. Vừa hôm qua kiếm được 6 lít. À 5 lít. Ăn non được kèo. Mấy em tư vấn. lại chưa giả với nó. Giả gì? Giả tiền gì đây? Tiền gì là tiền gì? Đấy tiền bố tiền em đâu? Thế à? Bố con như tiền nào nhỉ? Tiền đấy. Em có cầm kìm bấm lan đây không? Thầy. Lúc muốn gọi em ngọt chốt. Nhưng muốn lên hình nó phải ăn nói đàng hoàng vậy chứ. Lúc muốn thì gọi anh em ngọt chốt đi. À, thầy. Lúc không. Khôn lắm Nguyễn hả? Khôn mới nhiều đấy yêu. Yêu. Ai bảo lấy 10 số mà gì mà ít đấy yêu. Đấy thầy tốt này chưa có vợ mọi người nhá, chưa có người yêu luôn. Mọi người hãy tìm kênh Vui Tốt để đăng ký. Đấy thầy cũng có một kênh Thầy Tốt Vlog. À Thầy Tốt Wi-Fi, mọi người tìm đến kênh Thầy Tốt Wi-Fi để đăng ký giúp thầy nhé. Thầy chuyên gia đào tạo về các vấn đề về Wi-Fi. Anh lại lập cả trên đấy luôn ạ. Hả? Anh lập ở trên đấy luôn ạ. Ừ. Sao rồi không? Đủ tốt sao không đăng ký đâu. Đổi thầy đổi lại cái tên Wi-Fi đi. Hả? Đổi là Thầy Tốt Wi-Fi. Thầy Tốt này thì kinh nghiệm làm việc cũng lâu rồi. Bây giờ toàn thả ra cho thầy đi làm một mình thôi. Đẳng cấp phết. Từ đi làm từ 7 giờ này. Về hôm thì 11, 12 giờ. Đây mọi người. Bây giờ là 11 rưỡi rồi này. Chưa xong. Khả năng kèo này khoảng độ tầm 12 rưỡi mày ra xong. Kèo này kèo sớm. Bướng.
xuống đi. Vâng. Đấy. Thầy treo là thầy vào rồi chấp hết đội Viettel. Cần ban kèo. Trình độ treo. Không cần. Thầy thầy có kỹ năng là treo không cần thang. Thầy tốt đi trộm nhãn này. Trộm gì? Trộm bán. Ôi, cái dây đấy không buộc lại à? Để thế nó đứt đi không? Không, để nó xuống dây kia buộc. Gì? Nhanh xuống cái nắng chứ. Cấu thuế chứ. Thầy tốt hướng dẫn anh em bấm cái gì nhỉ? Hạt mạng à? Hả? Cha biết làm gì. Đang mà trong nhà mà lấy cái bô ra cho bà để hạt nhanh lên, bô để nước ở trong chỗ chân ghế. Bô mà ai nghèo bô được áo được đen. Đấy để lấy cho bà Quý để hạt vào. Ăn đi vậy. Tí nữa xem bà mới đèo con mới sủi cho. Trắng đỏ xanh trắng. Ăn xong cũng mà ngon. Đi. Hạt mạng đâu anh? Em mà bỏ đây mà. Thôi nhầm mà. Nhầm. Nhầm. Thì như em còn hai đi nữa. Cứ lai xong thì khi mà tỏ tôi lên mà ăn cơm là cả. Có. Một khẩu. Một khẩu một cái tên. Đúng một cái khỏe anh. Đúng cay rồi là. Hết số 1 chăng? Chào thầy sĩ. Chào thầy sĩ. Thầy sĩ. Chào sao đi. Sao đi làm sao? Đây.
Kim của anh đâu rồi nhỉ? Kim. Kim gì? Kim đỏ ấy. Đỏ ai bỏ ra lúc nào mà đỏ. Có mỗi Kim em thôi, Kim anh đâu một đây nhìn. Kim anh có bỏ ra lúc nào đâu không biết. Làm xong thì em vô qua bọn. Vâng anh đó. Thôn bọn thôn xin phép các. Ơi anh đó. Như là quay thế này. À quay bên đây mà. Ừ. Nó có hết chức năng lòng đó. Khi một đấy cầm mặt thì phải không ngó năm đã bí là quay lại đã hối. Nó nói là lúc của em. Là cơm hay là ăn đây ạ. Vâng, ăn đó bà. Xuống đây xin, bà xuống đây xin phép bà cơ. Vâng. À, một xuống về tiền đây mọi người này. À, chuẩn bị trả lương cho thầy tốt. Đấy. Thầy hơn một tiếng đồng hồ thầy làm xong một wifi chính nét 2. Một cái camera và một cái wifi phụ. Wifi phụ này hơn 60 m. Phải 65 m, lúc này không nhìn chỉ số mét nhỉ. Đấy, đưa cho thầy. Thầy phải đưa đàng hoàng không thầy không nhận. Dừng xe. Đây nha, giao dịch này. Đấy. Đấy, bồi dưỡng cho thầy quá 12 giờ. Đội cái mũ vào. Đấy, lương thầy cao lắm. Ngoài ngoài lương cơ bản thì thầy cũng được tiền xăng xe đi thoải mái. Đấy, anh em nào có ủng hộ thầy mua xe khác thì ủng hộ nhá. Xe dán hết bằng keo rồi. Xe dán hết bằng keo rồi. Đây là một cái gói mà 180.000 một tháng. Người chỉ phải đóng là 1 triệu. Đóng là 1.990.000 thì được 8 tháng. Ở đây thì có cái wifi phụ thì sẽ phải thanh toán tiền wifi phụ và cái tiền dây. Thì cái này thì nó sẽ không phát sinh thêm cái cước hàng tháng. Và đây là có thêm một cái camera nữa.
camera này thì khách hàng là mua thẳng ở đây đâu, không mất phí hàng tháng. Cái chế độ bảo hành bảo trì thì nó cũng giống, cũng được bảo hành trong vòng 2 năm. Lưu trữ video ở trên cái thẻ nhớ. Đấy. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì anh em đã làm xong. Và cái video ở đây thì cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người ở cái video tiếp theo nhá. Thầy chào mọi người đi. Mấy nữa cho thầy hát bài. Bài quá đẳng cấp luôn, thầy mới sáng tác ra. Ôi, chào mọi người nhá.